Yes, thành công. Okay. Sao đây? Cắt đôi rồi anh ạ. Nó va vào cây này hơi bị mất đấy tí một tí. À, sập cây này xuống con này anh. Chú. Nó sập cái này xuống phải. À nó kê vậy mà. Nó kê vậy thôi, không việc gì. Hồi hộp nhất đoạn này này các bác này. Nhấp cái chỗ này ra xem này. Nhưng mà tỷ lệ thành công là 95% rồi, 99% rồi. Bên trong này nhìn thấy mờ mờ thôi. Chưa. Bây giờ em cho các bác xem cái khe này nhá. Chưa phát hiện gì. Khe này. Đấy, khe này. Các bác có nhìn thấy gì không? Đấy. Chưa phát hiện gì. Khe này. Đấy, khe này. Các bác có nhìn thấy gì không? Đấy. Bây giờ sẽ bố trí để cẩu ra các bác này. Lúc này là hồi hộp nhất luôn. Chờ đợi đúng lúc này đây các bác này. Phát này là phát quyết định này. Thành công hay thất bại nó ở chỗ này. Chỗ này là sơn tính, rác rất mỏng luôn. Các bác nhìn thấy không? Rác mỏng chỉ có khoảng 2,5 đến 3 phân thôi. Rác mỏng lét luôn, gần như cháy rác luôn các bác ạ. Quan trọng nhất đoạn này này, chuẩn bị nhấc ra này các bác này. Úi, nhấc ra quả này mới là gai cấn này. Quả này hồi hộp thế anh quý nhỉ. Đoạn này kịch tính nhất này các bác này. Chắc chắn trúng quả. Ok, cảm ơn anh nhá. Em cũng mong thế ạ. Cắt vào 60 cm. Cắt vào 60 là sao anh đại ông ơi? Đấy, phải đóng vào giữ cái dây. Ok, bên kia khác nữa rồi. Vào đây nè.
Cảm ơn anh chụp anh cái này cái đứt này. Team ấy thành công ấy nhỉ? Đúng không? Anh sóng nhỉ? Team ấy thành công ấy nhỉ? Cái này anh chờ nó có cái độ thở ra nó đỡ vào. Nó thở ra nó đỡ đúng không? Thở ra đỡ. Không thở thì đúng rồi. Mẹ thà nó để mẹ tìm thế đi. Dạ. Ui, thả lai thả tim các bác ơi. Đang chuẩn bị nhấc cái khu gỗ này ra các bác. Vần mãi chưa được. Chơi quá. Ui, cảm ơn các bác nhá. Thả lai thả tim ủng hộ em với. Em có hai cây gỗ ủng các bác. Cây kia dài 13m, cây này 8m8. Ô thế thì không được. Điên rồi. Thả lai thả tim ủng hộ em nhá. Chuẩn bị lên. Né nhá, nó mật đây. Lên luôn đi ạ. Kẹp rồi. Anh ơi, bắn về đằng kia, bắn lui về đằng kia là được. Ôi, thế tuột mẹ đéo được. Được rồi. Có cáp không nhỉ? Có cáp không? Bắn mẹ đầu luôn đây. Chắc nhấc một đầu đi. Nhấc đầu. Không việc gì. Lỗ này đẹp. Lỗ này thở thế này cũng được. Lỗ thở nó có gì văn. Tiêu. À vậy là xuyên luôn rồi. Thủng luôn à? Xuyên luôn rồi kia rồi. Lỗ giữa tim không? Giữa tim. Lỗ mà tiêu tim không? Tiêu tim. À đây là tiêu tim. Tiêu tim luôn. Quá đẹp. Cây này cây tiêu tim không ạ? Hay nhỉ. Tiêu tim này cũng được. Tiêu tim này gỗ nó nặng. Hả? Lúc như kia luôn hả? Nó đi sao? Nó đi sao? Ở trong nó rộng không? Nè, cháu ơi, nè, nhanh. Anh cháu thử xem cái đầu này thì xem thế nào. Cái đầu này. Rất căng thẳng. Hả? Ngon. Nhưng ở bên trong nó có rộng không? Hả? Bên trong nó có rộng không? Đi xéo một đường nhỏ. Nhưng nó đi theo một đường à? Có một đường thẳng nhưng có một cái nhát nhỏ. Vẫn còn một đường thẳng nữa. Bây giờ anh lấy cái cây anh thử đưa vào xem cái đường này nó sao. Đến lên cái cây kia kìa. Để ra lấy ra để anh móc cái đầu cái này anh thả cho bên kia luôn này.